chua. À, chào cháu. Cháu uống nước gì? Thôi cháu không uống nước rồi. Cháu nói thật với chú là cháu có chuyện muốn nhờ chú ạ. Có chuyện gì thế? Cháu là sinh viên mà đợt này phải nộp học phí, nhưng cháu bí quá. Cháu có cái điện thoại cháu muốn bán, chú mua cho cháu nhé. Điện thoại thì chú có rồi, chú không mua nữa đâu. Chú ơi, chú mua giúp cháu với ạ. Cháu nói thật là cháu mà không nộp học phí, trường đuổi học cháu thì cháu sợ mẹ cháu không chịu được đâu ạ. Thôi chú giúp cháu với ạ, cháu bí quá rồi ạ. Cái điện thoại này cháu định bán bao nhiêu? Cháu bán rẻ thôi, cháu chỉ lấy 3 triệu thôi. Thôi được rồi, nếu cần tiền nộp học ấy thì để chú mua cho. Dạ vâng, chú mua giúp cháu với ạ. Dạ nhá. Cháu xin ạ. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Thôi, cháu xin phép chú, cháu về luôn ạ. Thế học hành cho tốt nhá. Dạ vâng, cháu chào chú ạ. Bố. Úi giời, giật cả mình. Điện thoại của ai không? Cái điện thoại này ấy là của một cậu sinh viên. Vừa rồi cậu ấy vào đây, cậu ấy cần tiền đóng học. Bố nhìn thấy thương tình, bố mua giúp. Ôi giời, tôi xem nào. Đẹp đấy. Ôi bố dính bẫy của cái bọn móc túi rồi. Móc túi à? Ừ. Linh ca linh tình, bố có mất mát cái gì đâu. Không phải là móc túi của bố, mà là cái bọn này ấy, nó đi móc túi của người khác xong nó bán cho bố đấy. Thôi anh cứ luyền thà luyền thuyền. Bố đúng rồi, nói bố chả chịu hiểu gì cả. Bố còn xanh và non lắm. Móc túi thật à? Chứ gì nữa. Thế nhưng mà bố đã chót mua rồi, với lại có cái điện thoại vấn đề gì đâu. Ôi trời ơi, không cái dại nào giống cái dại nào. Bố ạ, bố đâu về đây? Còn đi đâu nữa, lên gặp công an. Bố gặp công an làm gì ạ? Thì đấy, cái điện thoại mà bố mua đấy là của đồ ăn cắp. Đấy, con đã bảo rồi. Công an đấy, họ gọi mình lên để giải trình. Hóa ra ấy, là bố vô tình tiếp tay cho tội phạm con ạ. Ôi ôi đấy. Mà qua cái chuyện này ấy, bố mới nhận ra rằng mình ấy là còn nhiều điều phải học lắm. Đặc biệt ấy, là kiến thức về pháp luật. Bố lại cứ nghĩ đơn giản, mua đồ của người ta mình trả tiền đàng hoàng thì có tội gì đâu. Ấy vậy mà vẫn có tội đấy. Thế à? Cái này con chưa biết đâu. Cho nên bố quyết định rồi. Gì ạ? Bắt đầu kể từ giờ phút này ấy, hai bố con mình phải học không kiến thức về pháp luật. Bố hỏi con đây, trong cái trường hợp này nhá, giả sử A đánh nhau với B và C bằng chân tay, không sử dụng hung khí, B và C đánh A bị thương, xác định thương tật là 40%. Sau khi xảy ra sự việc ấy thì B và C không đến thăm hỏi bồi thường gì cho A. Vậy trong trường hợp này B và C ấy sẽ bị xử lý về tội gì? Ôi trời đất ơi, học pháp luật mà lại ngủ gật thế này thì... Thế vừa rồi có nghe bố hỏi không? Bố ơi, con không nghe cái gì, học cái này nó không vào bố ạ. Con ơi, chịu khó mà học đi, nó không thừa đâu. Thôi bố ơi, bố học chứ với con là thừa đấy. Ơ cái thằng này. Bây giờ muốn như nào? Này, chị thích cái gì tôi cũng chiều. À, kinh nhở. Đã sai rồi lại còn nói giọng trịch thượng đúng không? Tôi nói cho chị biết nhá. Chị mà đã có nhu cầu thuê nhà chẳng hạn, chị chỉ cần bước chân ra đến cửa là chị đã có nhà rồi. Bây giờ có số điện thoại, có địa chỉ liên hệ, như thế là tôi hại chị hay là tôi giúp chị nào? Này, đây không cần biết nhá, đây chỉ cần biết đây là tường nhà đây nhá. Cậu phải bóc sạch, phải làm sạch, hiểu chưa? Này, tường nhà này không phải là thích dán cái gì thì dán, thích vẽ gì thì vẽ nhá. Chứ gì bóc nữa? Điều. Được rồi, trên tường nhà thì tôi sẽ bóc, còn ở mấy cái cây, mấy cái cột điện đằng này tôi chịu. Có bao không?
Này giỏi đánh đi, đánh lên đây này, chỗ này nhiều máu này. Này, đánh người là vi phạm pháp luật là tôi cho lên phường đấy. Được rồi, cậu muốn lên phường thì lên phường. Căn cứ tại điều 51, nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo thì phạt tiền từ 1 triệu cho đến 2 triệu đồng đối với các hành vi treo này, đặt này, dán này, các cái sản phẩm trên trụ cột điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Cậu hiểu chưa? À, nghe thôi chưa? À, bây giờ có thích lên phường không? Đi lên phường luôn. À, rồi em thôi ạ. À. Em cho em xin, em xin phép em xé hết luôn ạ. À. Em gỡ luôn đấy. Đúng là người học luật lợi hại thật. Bố cơ mà.